với những người yêu thích và đam mê điện ảnh nói chung và những fan của thể loại kinh dị nói riêng, chắc hẳn cái tên Michael Myers không phải là một điều gì đó quá xa lạ. Xuất hiện lần đầu vào năm 1978 trong bộ phim Halloween, tên sát nhân khét tiếng để lại dấu ấn của mình với 121 vụ giết người thành công sau 10 phần phim mà hắn xuất hiện. Nhưng vẫn có rất nhiều câu hỏi liên quan tới nhân vật biểu tượng này mà không phải ai cũng biết. Ví dụ như Michael Myers xuất thân từ đâu, mục tiêu của hắn là gì, hay quan trọng hơn, tại sao hắn không thể chết? Trong số phê kinh dị lần này, phê phim sẽ trả lời những câu hỏi này của các bạn. Michael Myers được sinh ra trong một gia đình bình thường cùng với bố mẹ, em gái và một người chị lớn tên Judith tại một ngôi nhà tại thị trấn Haddonfield, Illinois. Câu chuyện về Michael bắt đầu vào đêm Halloween định mệnh năm 1963 khi bố mẹ của Michael rời nhà và để lại cậu con trai, lúc này mới chỉ 6 tuổi, dưới sự quản lý của Judith. Nhưng thay vì quan tâm và để ý đến em trai, chị gái của Michael đã rủ bạn trai qua nhà chơi. Vui vẻ là vậy, nhưng đâu ai có thể ngờ được rằng ngày hôm đó cũng chính là ngày cô gái trẻ bỏ mạng. Không một ai có thể tin rằng một cậu bé 6 tuổi có thể đâm chị gái ruột của mình tới chết bằng con dao làm bếp quen thuộc của gia đình. Sau sự kiện đau buồn trong đêm Halloween định mệnh đó, Michael bị bắt và đưa vào trại tâm thần. Hắn dành 15 năm tiếp theo của cuộc đời mình sống trong sự quản thúc tại nơi đây. Vậy là Michael Myers đã bị kết án giết người khi còn chưa đến tuổi trưởng thành. Đã gây ra điều kinh hoàng, nhưng thậm chí cậu bé 6 tuổi còn không bộc lộ bất cứ cảm xúc gì sau khi gây án. Cứ như thể cậu bé được sinh ra để giết người vậy. Sự tàn bạo ấy trong Michael Myers khiến người ta thậm chí không thể định nghĩa nổi liệu hắn có phải con người hay không. Người duy nhất có thể miêu tả được Michael là bác sĩ Sam Loomis, người đã dành ra 15 năm cuộc đời mình để theo dõi và nghiên cứu tên giết người này. Ông nói, một khuôn mặt trắng bệch và vô cảm, cùng với một đôi mắt đen thật đen. Đó là đôi mắt của quỷ dữ. Tôi đã dành 8 năm để cố gắng tiếp cận hắn, và thêm 7 năm nữa để giữ hắn sau song sắt, vì tôi thấy được thứ gì tồn tại thực sự đằng sau đôi mắt ấy. Một con quỷ đúng nghĩa. Năm 1978, một điều không ai mong muốn đã xảy ra. Michael Myers đã trốn thoát khỏi sự kiểm soát của bệnh viện và tìm lại sự tự do cho bản thân. Ngay sau khi có lại được cuộc sống bên ngoài, một cuộc sống không có sự kìm kẹp, Michael lại quay trở lại với con đường cũ và bắt đầu những cuộc tàn sát đẫm máu của mình. Mục tiêu mà hắn nhắm đến chủ yếu là những cô nữ sinh trông trẻ, trong đó tình cờ có cả em gái hắn, Laurie Strode. Nếu các bạn thắc mắc rằng tại sao hai anh em này lại mang khác họ, thì trong phần phim thứ hai, Halloween 2, chúng ta được biết rằng tên thật của Laurie chính là Cynthia Myers. Lý do chúng ta chưa biết nhiều về người con út nhà Myers là vì vào năm 1963, Cynthia mới chỉ 2 tuổi. Năm cô bé lên 4 tuổi, ông bà Myers đã không may qua đời trong một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Biến cố này đã khiến cho Cynthia trở thành trẻ mồ côi và phải sống trong cô nhi viện. May mắn thay, cô bé đã được nhận nuôi bởi ông bà Strode. Trong hai phần phim đầu tiên, chúng ta thấy dường như Michael ám ảnh với việc phải giết được Laurie và sẽ làm mọi cách để thực hiện được điều này. Nhưng mạch truyện bắt đầu thay đổi từ bộ phim Halloween 4 sau khi Laurie qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi, khiến cho Michael lúc này chuyển mục tiêu của mình sang con gái của cô, bé Jamie. Vậy vì sao mà Michael lại muốn kết liễu tất cả những ai mang dòng máu Myers đến như vậy? Nguyên nhân bắt nguồn từ một loại phong ấn mang tên The Curse of Thorn. Thứ phong ấn kỳ lạ này xuất hiện trong phần phim thứ 5 và được giải thích kỹ hơn trong phần phim ngay sau đó, The Curse of Michael Myers. Đây là một loại phong ấn được giáo hội Thorn sử dụng để điều khiển những đứa trẻ giết gia đình, vì chỉ có sự hiến tế bằng máu người mới có thể khiến giáo hội bí ẩn này tồn tại. Cũng theo sự giải thích từ phần phim thứ 6, chính thứ phong ấn ấy đã ban cho Michael những sức mạnh phi thường như sức khỏe thể chất vượt trội, khả năng hồi phục rất nhanh và đặc biệt là sự bất tử. Câu chuyện về hành trình giết người của Michael Myers có thể nghe không mới, nhưng cảm hứng để tạo ra tên phản diện này vào thời điểm năm 1978 lại là một trong những điều có thể gây ám ảnh một khi bạn đã biết về nó. Để có thể tạo ra tên giết người huyền thoại này, đạo diễn John Carpenter đã phải pha trộn hai yếu tố, đó là trải nghiệm thật của bản thân và văn hóa địa phương. Theo chính vị đạo diễn này từng chia sẻ, trong chuyến đi thực tiễn tới một viện tâm thần khi còn là sinh viên theo học tại trường đại học Western Kentucky, ông đã được gặp và quan sát những bệnh nhân tâm thần có bệnh tình nghiêm trọng nhất. Trong số đó có một cậu bé mới chỉ 13 tuổi. Cậu bé sở hữu một ánh nhìn được miêu tả là ánh nhìn của người tâm thần phân liệt, cùng với đó là một làn da xanh xao đã gây ấn tượng rất lớn lên chàng trai John Carpenter. Đây thậm chí là nguồn cảm hứng cho câu nói nổi tiếng trong phim của bác sĩ Loomis. I met this 6-year-old child with this blank, pale, emotionless face. Tuy vậy, trải nghiệm cá nhân không phải yếu tố duy nhất để đạo diễn Carpenter tạo dựng nên tên giết người khét tiếng Michael Myers. Theo ông, mọi thị trấn đều sẽ có một căn nhà hoặc một nơi nào đó mà không cư dân nào dám lại gần. Lý do cho điều này có thể là những lời truyền miệng từ đời này qua đời khác hay là một lời đồn nào đó. Trong bộ phim Halloween, ông muốn xây dựng một ngôi nhà như vậy, và đó chính là căn nhà mà Michael đã sinh sống khi còn bé.
lối sáng tạo của đạo diễn Carpenter cũng được ảnh hưởng từ nỗi lo sợ của người Celtic mỗi dịp Halloween đến. Họ cho rằng vào ngày này, nếu những ác quỷ hay linh hồn xấu được giải phóng, thì chúng sẽ trút hết những cơn giận dữ của mình lên tất cả mọi người. Đáng sợ hơn, không ai trên đường có thể chặn đứng sự hỗn loạn mà những sinh linh tội lỗi này gây ra. Và đây cũng là lý do tại sao Michael Myers không thể bị giết, vì đơn giản, chính Michael là quỷ dữ, một con quỷ thật sự ngay từ khi mới được sinh ra. Tuy đã có đến 10 phần phim Halloween xoay quanh Michael Myers, nhưng 10 bộ phim này lại kể lại những sự kiện thuộc 4 dòng thời gian khác nhau hoàn toàn. Chuỗi phim đầu tiên được tính từ phần phim Halloween đầu tiên vào năm 1978 đến phần phim Halloween The Curse of Michael Myers với mạch truyện chính liên quan đến Michael và lý do tại sao hắn truy đuổi gia đình mình. Nhưng sự thiếu thuyết phục trong cách lý giải nguyên nhân này là một trong những lý do quan trọng khiến cho loạt phim nói trên phải kết thúc, cùng với nỗi thất vọng của không ít người hâm mộ. Nhưng chuỗi phim huyền thoại này không thể bị kết liễu dễ dàng đến như vậy. Với nỗ lực hồi sinh chuỗi phim Halloween, hai bộ phim là Halloween H20 và Halloween Resurrection lần lượt ra đời vào các năm 1998 và 2002. Hai tác phẩm này có cốt truyện được xây dựng có kết nối trực tiếp với hai phần phim gốc phát hành năm 1978 và 1981, chứ không hề có bất cứ sự liên quan gì đến những sự kiện đã xảy ra tính từ Halloween 3. Có một thông tin đáng chú ý mà các bạn có thể quan tâm, đó là bộ phim Halloween H20 vào thời điểm ra mắt được đánh giá cao bởi giới phê bình và được nhiều fan hâm mộ cho rằng đây là phần hậu truyện hay nhất của Halloween từng được sản xuất. Theo mạch phim mới của H20 và Resurrection, Laurie đã giả chết để thoát khỏi sự truy đuổi của Michael, nhưng cô không thể chạy trốn khỏi người anh trai của mình mãi mãi. Laurie phải tiếp tục chiến đấu cho chính mạng sống của mình và cuối cùng cô cũng đã chiến thắng tên ác nhân đeo mặt nạ kia. Tuy nhiên, kẻ mà cô đã quật ngã đó lại không phải là Michael, mà chỉ là một nạn nhân xấu số mà hắn đã sử dụng để làm con tốt thí mạng. Và nhờ có kế hoạch này, Michael đã có thể đạt được mục tiêu của mình, đó chính là kết liễu thành viên cuối cùng của gia đình. Câu chuyện về Michael Myers tiếp tục với bản Halloween Remake phát hành vào năm 2007 và phần hậu truyện của bộ phim này được sản xuất và tung ra thị trường 2 năm sau đó. Với phiên bản remake này, các nhà sản xuất tiếp cận câu chuyện theo một hướng khác so với phiên bản 1978, với mục đích nhằm giải thích tại sao Michael Myers giết người. Trong Halloween 2007, cô bé Michael Myers được xây dựng là một nhân vật có tiền sử bệnh tâm thần với xu hướng bạo lực. Bên cạnh đó, nhân vật chính của chúng ta cũng rất đam mê với những chiếc mặt nạ. Điều này cũng lý giải cho việc Michael mỗi khi giết người đều đeo mặt nạ để che giấu khuôn mặt của mình. Không chỉ có vậy, Michael Myers của Halloween 2007 cũng gặp vô vàn trắc trở trong cuộc sống từ khi còn nhỏ do liên tục bị bắt nạt và bạo hành bởi chính những đứa trẻ tại trường học và người cha dượng tệ nạn. Tất cả cộng hưởng lại với nhau và khiến cho Michael không thể kiềm chế bản chất bạo lực của mình lâu hơn nữa. Các nhà sản xuất cũng tạo ra những thay đổi nhất định trong các mối quan hệ của Michael trong phiên bản remake năm 2007. Đó là cảm xúc của Michael được bộc lộ rõ ràng hơn, thể hiện rõ nhất qua tình cảm giữa hắn và người mẹ Deborah của mình. Nó cho thấy hai điều, đó là Michael thực chất vẫn được quan tâm bởi gia đình của mình, và thực chất hắn vẫn là con người. Điều này khác hoàn toàn so với phiên bản gốc khi trong phiên bản 1978, Michael được tạo ra là một con quỷ thật sự. Dòng thời gian của chuỗi phim Halloween lại tiếp tục được thay đổi với Halloween phiên bản 2018, được chỉ đạo bởi đạo diễn David Gordon Green, cùng với sự hỗ trợ tuyệt vời đến từ cha đẻ của loạt phim Halloween là đạo diễn John Carpenter. Với phiên bản 2018 này, các nhà sản xuất đã tiếp cận câu chuyện theo đúng tinh thần gốc mà đạo diễn Carpenter xây dựng. Bộ phim mới nhất của chuỗi phim cũng được coi là phần hậu truyện có liên quan trực tiếp đến phần đầu phát hành năm 1978. Câu chuyện trong Halloween 2018 xảy ra sau sự kiện trong bộ phim gốc 40 năm. Michael Myers sau khi bị bắn bởi bác sĩ Loomis đã bị bắt và buộc phải sống dưới sự kiểm soát của các nhà chức trách. Còn cô nàng trông trẻ Laurie năm nào giờ đã trở thành một người phụ nữ có tuổi. Trong phần phim Halloween 2018 này, tất cả những thông tin từ phần Halloween 2 năm 1981 như Laurie Strode là em gái của Michael đều bị bác bỏ. Thay vào đó, sau sự kiện năm 1978, Laurie đã sống với nỗi ám ảnh kéo dài suốt 4 thập kỷ về một ngày tên giết người hàng loạt Michael Myers sẽ trở lại. Nỗi sợ hãi lại vô tình khiến cho mối quan hệ của Laurie với con gái mình là Karen Nelson trở nên xa cách. Karen luôn đổ lỗi cho mẹ mình vì suốt những năm tháng niên thiếu, cô luôn bị bắt phải học cách bắn súng, thiết lập bẫy và tồi tệ hơn là sống trong một ngôi nhà bao quanh bởi vô số thiết bị quan sát an ninh. Nhưng rồi tất cả những nỗi lo sợ của Laurie đã thành sự thật khi Michael trốn thoát thành công. Khi tính mạng của gia đình bị đe dọa, con gái và cháu gái của Laurie giờ đây mới hiểu được nỗi lo bấy lâu nay của bà. Ba người phụ nữ ấy phối hợp với nhau để dụ Michael vào bẫy và kết liễu tên sát nhân này. Nhưng đương nhiên, hắn ta vẫn không chết. 10 phần phim với hơn 10 diễn viên ở các độ tuổi nối tiếp nhau để vào vai tên sát nhân khét tiếng này. Nhưng chiếc mặt nạ lừng danh vẫn giữ nguyên kiểu dáng và đồng thời cũng không có quá nhiều chi tiết thay đổi qua thời gian. Vậy, nguồn cảm hứng nào đã giúp đạo diễn John Carpenter tạo nên chiếc mặt nạ biểu tượng này? Theo nguồn của một TV series nổi tiếng, Myths and Legends, John Carpenter vào khoảng thời gian trước khi bấm máy Halloween đã có danh tiếng riêng với những bộ phim kinh dị giật gân. Nhưng, tính tới thời điểm sản xuất bộ phim,
ngân quỹ để vị đạo diễn này triển khai những ý tưởng của mình còn khá hạn hẹp. Đến việc thuê, tuyển diễn viên đều được ông lựa chọn kỹ càng để đảm bảo không vung tay quá chán. Và vì một chiếc mặt nạ sẽ là một lựa chọn hợp lý để có thể giấu đi cảm xúc của kẻ giết người, đồng thời cũng là một phương án tiết kiệm đạt hiệu quả cao, đạo diễn Carpenter đã liên lạc với một trong những xưởng sản xuất mặt nạ nổi tiếng nhất Hollywood, Don Post Studio để đặt vấn đề. Và giữa hàng nghìn khuôn mặt được làm nhái bằng latex, thì khuôn mặt của diễn viên William Shatner xuất hiện như định mệnh sắp đặt. Nhưng đương nhiên, các nhà làm phim không thể để Michael Myers đi khắp ngõ ngách của thị trấn để giết người trong diện mạo của nam tài tử Shatner được. Do đó, chiếc mặt nạ lúc này được sơn lại màu trắng xanh để tạo cảm giác nhợt nhạt cần có. Đồng thời, hai hốc mắt cũng được cắt bỏ để phù hợp với tạo hình mà đạo diễn John Carpenter đã xây dựng. Tuy nhiên, chiếc mặt nạ lừng danh này qua thời gian cũng nhận được những sự thay đổi nhất định về mặt thiết kế. Với cảm hứng chính vẫn là mẫu mặt nạ từ tác phẩm gốc, các tạo hình của chiếc mặt nạ có phần được điều chỉnh và được lược bớt đi nhiều chi tiết so với thiết kế nguyên bản. Điển hình như trong phần 456 hay Halloween H20. Nhưng dù có sáng tạo thêm như thế nào đi chăng nữa, thì chiếc mặt nạ gốc hay những mẫu mặt nạ giống nhất với nó vẫn là tạo hình mà các fan yêu thích nhất. Với hơn 10 phần phim đã được sản xuất và phát hành, không ai có thể phủ nhận sự thành công và tầm ảnh hưởng của Michael Myers đến điện ảnh nói chung và văn hóa đại chúng nói riêng. Khi chúng ta nhìn vào những con số, nhiều người sẽ ngạc nhiên vì không một phần phim nào có sự xuất hiện của Michael mà không thu về lợi nhuận. Ngay cả Halloween 6, The Curse of Michael Myers, phần phim bị đánh giá thấp nhất cả chuỗi với chỉ 4.9 điểm IMDb và 6% độ tươi trên Rotten Tomatoes, cũng đã thu về số tiền lãi gần gấp 3 số vốn bỏ ra. Ở chiều ngược lại, bộ phim Halloween đạt doanh thu cao nhất chính là bản remake năm 2018, khi mà số tiền doanh thu phòng vé toàn cầu mà bộ phim này mang về lên đến 225 triệu đô la Mỹ. Đây là một con số cực kỳ ấn tượng khi nhìn vào số vốn để sản xuất bộ phim chỉ vỏn vẹn là 10 triệu. Bên cạnh những thành công cá nhân, Michael Myers còn đóng vai trò quan trọng trong việc hồi sinh và phát triển dòng phim slasher và thể loại phim kinh dị vào khoảng những năm 80 của thế kỷ trước. Chưa dừng lại ở đó, tên sát nhân mang mặt nạ Captain Kirk còn là nguồn cảm hứng để tạo ra những tên sát nhân khét tiếng sau này. Phía phim chúng mình đã làm riêng một video về chủ đề này, nên nếu muốn biết thêm về những thành tựu mà Michael đã đạt được thì hãy click vào đường link này nhé. Chiếc mặt nạ huyền thoại của Michael Myers cũng nằm trong danh sách 15 chiếc mặt nạ nổi tiếng nhất mọi thời đại theo Ranker.com. Bên cạnh đó, sức ảnh hưởng của Michael Myers không chỉ dừng lại ở phim ảnh mà đã trở nên rộng rãi hơn rất nhiều. Những sản phẩm liên quan tới nhân vật này như quần áo, mặt nạ Michael Myers nổi tiếng hay đặc biệt là các hình nhân đồ chơi cũng được bày bán rộng rãi. Michael Myers cũng xuất hiện trong nhiều tựa game như Terrordrome, Call of Duty Ghost hay Dead by Daylight. Và đến đây video cũng đã kết thúc rồi. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi đến hết video này. Nếu bạn cảm thấy yêu mến kẻ phản diện nào thì hãy để lại comment để cho chúng mình ý tưởng cho video tiếp theo của series này nhé. Và để không bỏ lỡ video đó thì đừng quên nhấn nút đăng ký và cả nút chuông thông báo nhé. Tớ là Giang và xin gặp lại tất cả các bạn ở những video sau. He's looking at you, kid. Got it. Look at me. I love you more than I've ever loved anyone.